Thầy phong thủy chỉ ra 6 cách xua đuổi ma quỷ ra khỏi nhà, xem ngay để tránh họa sát thân. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, bạn có tin rằng ma quỷ và các thế lực âm linh huyền bí? Quý vị thân mến, bạn có tin rằng ma quỷ và các thế lực tâm linh huyền bí thực sự tồn tại trên đời này hay không? Có nhiều người sẽ không tin, nhưng một số khác lại cho rằng chính bản thân họ đã từng nhìn thấy ma, thậm chí là ngay trong chính căn nhà của mình. Điều này khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, mọi thứ trở nên kỳ lạ. Chẳng hạn như sự biến mất của các đồ vật, thức ăn để trên bàn bị giấu đi, hoặc là giường ngủ bị xê dịch vào ban đêm. Điều này diễn ra thường xuyên khiến cho gia đạo bất an, sức khỏe suy yếu và gây ra sự lo lắng, sợ hãi trong căn nhà. Vì vậy, làm thế nào để xua đuổi ma quỷ ra khỏi căn nhà của mình? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Việc gặp ma quỷ thì vẫn là hiện tượng tâm linh kỳ bí mà con người vẫn nửa tin, nửa ngờ, vì có người khẳng định họ đã từng gặp ma, trong khi một số người khác cả đời chưa nhìn thấy ma lần nào. Tuy nhiên, để tránh những nỗi sợ hãi liên quan đến ma quỷ, bạn cũng phải có những biện pháp phòng ngừa, hoặc nếu bị chúng quấy thì cũng phải tìm cách thích hợp để trừ tà ma hiệu quả. Dưới đây là một số dấu hiệu lạ chứng tỏ có thể căn nhà của bạn đang bị tà ma xâm nhập. 1. Tiếng động lạ thường xuyên xuất hiện. Hiện tượng này rất hay nhận thấy, đặc biệt vào lúc đêm tối, bạn thỉnh thoảng nằm trên giường, nghe có tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, tiếng trẻ con hoặc tiếng cửa đóng mở tự động. Bạn đừng cho rằng đó là trộm hay cửa tự động như vậy. Hãy cẩn trọng trong từng chi tiết xuất hiện bất thường trong nhà mình. 2. Luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Bạn đang đọc sách, xem TV, nghe nhạc, bỗng nhiên giật mình, cảm thấy có người đang nhìn bản thân, trong khi ngôi nhà chỉ có mỗi một mình bạn, chắc chắn không còn người khác. Nếu xảy ra chỉ vài lần thì không cần quá lo lắng, nhưng thường xuyên và tại một thời điểm đó thì tuyệt đối bạn nên phòng ngừa bằng những vật trừ tà ma. Vật phẩm trừ tà ma hiệu quả nhất hiện nay là Bát Bảo Tâm Kinh, với những hình tượng của nhà Phật như Lục Tự Đại Minh Chú, Bát Nhã Tâm Kinh, kèm theo các ký hiệu của nhà Phật, giúp người mang theo vật phẩm này luôn được bình an, may mắn và không ma quỷ nào dám đến gần. Vật phẩm được khai quang, trì chú bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt, nên công dụng của nó luôn đảm bảo tốt nhất với bạn. 3. Trẻ con thay đổi biểu cảm, ánh mắt. Ông bà thường nói trẻ nhỏ rất dễ nhận thấy những thứ gọi là tà ma vì chúng ngây thơ, trong sáng, vô tư rất nhiều. Vậy nên khi bạn đang ngồi trò chuyện với em bé, lại thích chúng quay sang nhìn chằm chằm hướng khác hay cười khúc khích, bạn nên cẩn thận hơn đối với ngôi nhà của mình. 4. Tiếng chó sủa bất thường. Không chỉ chó mà bất kỳ động vật khác như mèo vang lên tiếng bất thường thì bạn không định lơ là, nhất là khi chúng hướng vào nhà sủa. Trong khi đó, tại vị trí đó không có ai đứng. Chó sủa ma là chỉ đến những sự nhạy bén của loài động vật chó. Thế nên, hãy bắt đầu chuẩn bị những vật trừ tà ma thật tốt. Nếu trong nhà bạn đang có hiện tượng này, hoặc để đề phòng hiện tượng ma quỷ ở trong nhà, quý vị cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên để trừ tà ma, hóa giải nhà không hợp hướng và cũng là vật phẩm phong thủy hóa giải những thế đất xấu như nhà trước bệnh viện, bãi tha ma có góc nhọn chĩa vào. Gương đã được khai quang, trì chú có tác dụng tốt nhất, giúp xua đuổi ma quỷ, mang lại vượng khí cát lành, may mắn cho ngôi nhà. 5. Bạn nhìn thấy những cái bóng lạ thường. Những thứ tà ma thường có hình dáng như một cái bóng, có thể trắng hoặc đen, kích thước lúc lớn, lúc nhỏ, hoàn toàn không rõ ràng nên bạn rất dễ nhầm lẫn. Nhưng khi nhìn thấy có một cái bóng trên tường nhà mà không phải của mình thì bạn đừng bỏ qua chi tiết ấy. Hãy quan sát và xem bóng đó có xuất hiện nữa hay không. Nếu có thì trong nhà bạn đang có một vị khách không mời ghé thăm. Trước khi thực hiện các phương pháp xua đuổi tà ma trong nhà, bạn hãy xem đánh giá các hiện tượng ma quỷ có thực sự xảy ra khi trong căn nhà của bạn hay không. Có thể là nhờ người khác xác thực các phát hiện của bạn. Hỏi xem người thân hoặc bạn cùng phòng có cảm thấy hoặc nhìn thấy như bạn không. hoặc có tiếng bước chân của hồn ma, tiếng gõ cửa phòng ngủ hoặc các biểu hiện khác không? Họ có nghe thấy tiếng bước chân, cố gắng đừng để bị họ ảnh hưởng bởi những phát hiện của riêng bạn. Dưới đây là một số cách để xua đuổi tà ma ra khỏi ngôi nhà của bạn vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng. Thứ nhất, khi đi vắng quá 3 ngày, cần gõ cửa trước khi vào nhà. Khi bạn có việc phải đi khỏi nhà quá 3 ngày mà không nhờ được bất cứ người thân nào đến chăm nom nhà cửa, về tới nhà, xin cảnh báo bạn chớ nên vội vàng mở cửa. Việc đầu tiên cần làm là gõ vào cửa 3 lần liên tiếp, đợi nửa phút sau đó mới chính thức mở cửa vào nhà. Đây chính là cách trừ tà ma đơn giản mà hữu hiệu. Nhắc nhở với bạn rằng, thường ngày phải luôn bật đèn trong nhà đủ 2 phút rồi mới được tắt, dù là ngày hay đêm. Tắt bật đèn liên tục sẽ khiến ma quỷ sẽ bị thu hút. Thứ hai, khi bạn ngủ, mơ thấy ác mộng, hãy lau gối 3 lần. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng đây là chuyện đùa, hãy thử ngay với lần gặp ác mộng tới đây của bạn. Thay vì lấy khăn lau mồ hôi trán, hãy cầm ngay chiếc gối của bạn nằm lên và thổi 3 hơi. Sau đó, lấy tay lau gối cẩn thận 3 lần, lật úp gối lại, ngủ tiếp. Nên nhớ, đừng để lại cơn ác mộng cho bất cứ ai nếu bạn không muốn lại khốn khổ vì không hiểu rõ kiêng kỵ tâm linh dẫn đến ám ảnh. Thứ ba, không nên tùy tiện đáp lời khi không biết ai gọi hỏi. Khi bạn đang ngủ say hoặc đang đi trên đường vào đêm khuya mà đột nhiên nghe thấy tiếng người nào đó gọi tên mình hoặc hỏi han bâng quơ, tuyệt đối không bao giờ được trả lời. Bạn chỉ nên đáp lại khi nhận ra đó là giọng người thật. Trong trường hợp không rõ ai gọi hỏi mà đã vội vàng trả lời thì cần cắn nhẹ hoặc đâm kim vào đầu ngón giữa để chảy máu ra. Đây là cách trừ tà ma chuyên dùng với những gia đình có tang từ người thân mới qua đời. Thứ tư, hãy rửa sạch bát luôn ngay sau khi ăn. Sau khi ăn xong, đừng để bát đũa dơ bẩn qua đêm, mà nên chịu khó rửa ngay, úp sạch sẽ, khô ráo, tuyệt đối không để nước đọng bên trong. Kiêng kỵ, bởi vì dân gian cho rằng đó chính là các vật dẫn các linh hồn đói khát lang thang tìm đường vào nhà. Thứ năm, không cãi nhau vào sáng sớm và không hát vào ban đêm. Một điều nhịn là 9 điều lành nên tránh cãi nhau vào sáng sớm trước khi xuất hành hay vào những ngày đầu tháng hoặc đầu năm. Vì cãi nhau chính là điểm xui xẻo, hung hại ám vận vào bản thân suốt 30 ngày trong tháng. Ngoài ra, khi bạn không nên hát khi đi ngoài đường vào buổi đêm vì các vong hồn ma quỷ cơ nhỡ sẽ đi theo tiếng hát của chúng ta. Nếu chẳng may bạn hợp mệnh, chắc chắn chúng sẽ nhập vào người. Chính vì thế, đừng bao giờ hát khi đi xa ngoài đường thanh vắng vào buổi đêm. Thứ 6, đừng bao giờ treo nhiều gương trong nhà. Phong thủy nhà ở đặc biệt hạn chế treo nhiều gương, chỉ nên treo ở những nơi cần thiết. Nếu không sẽ phản tác dụng trừ tà, đi ngược lại quy tắc của kiêng kỵ dân gian, kiêng kỵ tâm linh. Tốt nhất, bạn chỉ nên treo gương trong phòng tắm, tủ quần áo và hạn hữu mới để gương to tại phòng khách. Quý vị thân mến, có người tin vào sự hiện diện của ma quỷ, một số khác thì hoàn toàn không quan tâm. Thế nhưng niềm tin là một thứ gì đó rất khó lý giải. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy lo ngại, cần một sự bảo vệ để cảm thấy an tâm hơn trước hiểm họa tâm linh, thì có thể mang theo bên người những vật trừ tà được lưu truyền trong dân gian. Việc sử dụng những vật này không phải mê tín dị đoan, thần hồn nát thần tính, mà chủ yếu là để vững tin hơn trong cuộc sống và giải quyết được nhu cầu tâm linh, nhất là khi trong nhà có việc cần kíp như tăng gia, ma chay hay phải đi công tác ở nơi xa lạ hoặc đi đêm khuya một mình. Thứ nhất là tỏi, đây là thứ gia vị phổ biến mà nhà nào cũng có, cũng là vật trừ tà hóa sát mà cả văn hóa dân gian Đông Tây đều dùng. Bất kể là người Trung Quốc hay châu Âu, tỏi luôn là thứ có thể trấn áp tà khí. Theo tục lệ dân gian của người Hoa và người Việt ở Việt Nam, mỗi khi đi đám tang ai đó, chúng ta đều có thể bỏ vào túi vài tép tỏi để phòng thân, tránh ám khí nhiễm vào người. Thứ hai, canh sâu tằm. Sâu tằm cũng là một loại thực vật có linh khí, được người Việt chúng ta sử dụng từ ngàn xưa. Nếu trong nhà có trẻ sơ sinh, người ta sẽ để dưới gối hoặc bên cạnh của trẻ một cành sâu tằm, gọi là roi sâu, có tác dụng ngăn cản những linh hồn xấu đến hại trẻ. Tương truyền, nếu một người bị linh hồn đeo đuổi, dùng cành dâu quất vào một người một cái sẽ trục được linh hồn. Tương tự như tỏi, cành dâu tằm cùng là một vật có thể mang theo người khi đi dự đám tang. Thứ ba, vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân là vật hộ thân được làm từ 3 viên đá mã não khắc hình linh vật tam hợp theo tuổi của bạn, kết hợp với những hạt gỗ huyên long, một trong những loại gỗ quý duy nhất có ánh sáng đi thấu qua. Huyên long được gọi là vương mộc, là vua của các loại gỗ, được hầu hết các vị vua chúa và các pháp sư ngày xưa chuyên dùng để xua đuổi tà ma. Khi kết hợp huyên long với bộ tam hợp quý nhân sẽ giúp tuổi của bạn tạo nên một pháp khí trừ tà vô cùng mạnh mẽ. Khi sử dụng vật phẩm này, bạn sẽ không sợ sệt, hoảng hốt, không bị quấy phá bởi các linh hồn, không bệnh vặt và cảm mạo khi bị trái gió trở trời. Vòng tam hợp quý nhân phát huy công dụng tốt nhất khi được khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Thứ tư là đậu xanh. Theo niềm tin dân gian, đậu xanh là thứ thực phẩm tinh thuần, vốn là thức ăn của chư tiên trên trời, vì vậy nó mang nhiều linh khí thánh khiết. Nếu các linh hồn xấu xa nhìn thấy đậu xanh, chúng sẽ tự khắc tránh xa. Sau đây sẽ là những mẹo vô cùng hữu dụng giúp các bạn có một lá chắn tâm linh mạnh mẽ khi cần. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về các phương pháp đơn giản để có thể xua đuổi ma quỷ, loại trừ tà khí ra khỏi ngôi nhà. Cùng với đó thì kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ thêm với quý vị về một số vật phòng thân để có thể sử dụng, xua đuổi nỗi sợ hãi, giúp bản thân an toàn. Rất cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.